Ok, xin chào mừng các bạn quay trở lại với series video hướng dẫn học piano theo phương pháp Method Rose, hay còn gọi là phương pháp hồng của ông Ernst Vandervelde, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới. Ok, và cuốn Method Rose của ông Ernst Vandervelde cũng là một trong những cuốn nền tảng và là căn bản cho tất cả những người nhạc công, đệm đàn nhà thờ và những người biết đàn. Tất cả đều phải nghe qua và đã từng học qua cuốn này rồi. Ok, đây là cái cuốn nổi tiếng nhất thế giới đó các bạn. Ok, cái cuốn này mình có để dưới description cho bạn nào chưa có, các bạn cứ tải về ra và mở ra trang 32, 33, nó sẽ là cái nội dung được hướng dẫn trong video ngày hôm nay ha. Ok, trong trang 32, 33, nội dung ngày hôm nay nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ là vị trí của nốt son thôi. Như những video trước thì các bạn đã biết vị trí của nốt đô rồi, nốt đô ở đây, nốt đô ở đây, nốt đô ở đây. Rồi ok, bây giờ bữa nay mình sẽ học thêm vị trí của nốt son, chẳng hạn như nốt son ở đây, nốt son ở đây, nốt son ở đây. Đó. Làm sao để xác định được nốt son? Các bạn trước hết các bạn phải tìm được cái vị trí của ba nốt đen liền nhau trên cây đờn. Ba nốt đen liền nhau khác. Ba nốt đen liền nhau khác nữa. Ba nốt đen liền nhau khác nữa nữa. Khi đã tìm được ba phím đen liền nhau rồi thì các bạn sẽ tìm tiếp cái nốt nằm ngay cái bên trái của ba phím đen này là nốt son. Ở trong cái cụm ba phím đen nha, thì cái nốt nằm bên trái là nốt son. Nốt đây là nốt son, son, nốt này nó son, son rất cao, nó đè nó son quá cao. Đó, đó là vị trí của nốt son trên cây đờn. Và như các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây là vị trí của nốt son trên khuôn nhạc. Thí dụ, cũng là nốt son này, nhưng nếu nó ở trên khóa son thì nó sẽ nằm ở vị trí nằm rè lên dòng kẻ thứ hai, từ dưới đếm lên, trên khóa son. Tuy nhiên, cũng là nốt son này, nhưng nếu nó nằm trên khóa pha thì nó sẽ nằm ở trên cùng như các bạn nhìn thấy. Được chưa? Cũng là nốt son này thôi, nhưng ở trên khóa son thì nằm vị trí khác. Ở trên khóa pha thì nằm ở vị trí khác. Được chưa các bạn? Vậy ha, dễ hình dung ha. Ok. Như các bạn nhìn đây nhìn thấy luôn là đây là thứ tự của các nốt. Nó từ thấp đến cao, nó từ khóa son, khóa pha, khóa son đó. Như các bạn nhìn thấy đó. Thì cái nốt son mà mình đang bấm đây là cái nốt được tô đỏ. Được chưa? Hiểu chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vô cái bài 1, 2, 3, ba bài liền ngón rất là căn bản của cái bài này thôi. Và hai tay đều gần giống nhau hết. Cho nên mình sẽ đi rất là nhanh qua ba bài này thôi. Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7 mới là những bài các bạn cần học nhiều hơn. Cái bài 1, 2, 3, tay phải của bài 1 nè. Son la si do re si re si do la do la si son si la son la si do re si re si do la son si son hai hết ghép hai tay son la si do re si re si do la si son si la son la si do re si re si do la son si son ghép hai tay son la si do re si re si do la si son son la si do la son si son hai hết rồi đó là bài số 1. Bây giờ là tay phải của bài số 2. Son la do si la si re do si la do si la son si la son la do si la si re do la son hai hết tay trái son la do si la si re do si la do si la son si la son la do si la si re do la son hai hết ghép hai tay son la do si la si re do si la do si la son si la son la do si la si re do la son hai hết rồi đó là bài 2. Bây giờ sẽ là tay phải của bài 3. Các bạn lưu ý là khi đờn các bạn bắt buộc phải dậm nhịp nha, không được quên dậm nhịp hoặc là nhớ dậm nhịp nhưng mà cố tình không dậm nha, bắt buộc phải dậm nhịp nha. Các bạn có thể dậm dần nhiều cách, chẳng hạn như đếm nhẩm trong đầu,
mỗi bàn chân hay là đầu ngón chân, bất cứ cái cách nào các bạn có thể giữ được nhịp, các bạn đều phải bắt buộc phải dầm nhịp nha. Ok, bây giờ là tay phải của bài 3. Son si re si, son si re si, la do re do, la do re do, si re si re si, son do re do, la do re do, la son 2 3 4 hết. Tay trái. Son si re si, son si re si, la do re do, la do re do, si re si, son si re si, son do re do, re do, la son 2 3 4 hết. Ghép hai tay. Son si re si, son si re si, la do re do, la do re do, si re si, son si re si, son do re do, la do re do, la son 2 3 4 hết. Rồi ok, đó là ba bài luyện ngón rất là căn bản của bài vị trí nốt son. Ok, bây giờ mình sẽ vô cái bài 4, bài 4 và bài 5, bài 6, bài 7. Thì trong bốn bài này nó có những cái các bạn cần nhớ là nhìn vô bài 4 thì các bạn thấy là trước hết là có cái dấu luyến. Thì tác dụng của dấu luyến là tất cả các nốt trong dấu luyến mình phải đờn thật là liền tiếng lại với nhau. Liền tiếng nghĩa là gì? Liền tiếng nghĩa là thí dụ bây giờ mình có ba nốt mình cần đờn là đồ rê mí, thì ba nốt đồ rê mí này nếu không có dấu luyến là không liền tiếng đó, thì mình sẽ đờn như thế này: đồ rê mí đó. Các bạn thấy giữa hai nốt nó có cái khoảng cách đúng chưa? Nếu có dấu luyến thì nó sẽ như thế này: giữa hai nốt nó không có khoảng cách luôn, nốt này chưa kịp dở lên thì nốt kia đã bấm xuống rồi, sau đó mới dở nốt vừa rồi lên. Đó là tác dụng của dấu luyến. Và cái hình dạng của dấu luyến là cái hình dạng các bạn thấy nó được tô đỏ đó, đó là dấu luyến đó, hay còn gọi là kỹ thuật legato đó. Về kỹ thuật này mình có nói rõ trong cái video dưới đây rồi, các bạn có thể tìm lại để xem ha. Ok, bây giờ tiếp tục nhìn tới cái ô nhạc gần cuối cùng, khuôn cái ô nhịp gần cuối cùng á, thì các bạn nhìn thấy là có cái điểm người ta yêu cầu là phải đờn lại. Nhưng đờn lại từ chỗ nào mới là câu hỏi quan trọng hơn. Và câu trả lời là nếu có điểm bắt đầu của cái đoạn lặp lại thì các bạn sẽ lặp lại từ cái điểm bắt đầu đó. Còn nếu không thì các bạn bắt buộc phải đờn lại từ đầu. Nói cách khác là bài 4 này các bạn sẽ đờn hai lần. Một lần là đờn từ đầu cho tới cái dấu yêu cầu lặp lại, sau đó quay lại từ đầu bài đờn tiếp tới cái ô cuối cùng luôn mới là hết bài, nghĩa là bài 4 đờn hai lần đó các bạn. Được chưa? Rồi ok, bây giờ sẽ là tay phải của bài 4 nè. Son la si do re do si la son 2 3 4 re 2 3 4 son si la do re si do la son 2 3 4 re 2 3 4. Rồi còn cái ô cuối là nó son thôi, còn bỏ qua đi ha. Rồi bây giờ là tay trái của bài 4 nè. Son 2 3 4 re 2 3 4 son la si do re do si la son 2 3 4 re 2 3 4 son si la do re si do la son 2 3 4 hết. Rồi ghép hai tay bài 4. Son la si do re do si la son re do si la son si la do re si do la son la do re si do la từ đầu là si do re do si la si do re do si la son si la do re si do la si la do re si do la son. Tới đây mới là hết bài đó, được chưa? Bài 4 là đờn dài vậy đó các bạn. Rồi ok, tiếp tục qua bài 5. Bài 5 thì nó cũng tương tự như bài 4, nó cũng có cấu trúc là phải đờn lại từ đầu giống như bài số 4 nha các bạn. Tuy nhiên ở bài 4 thì cái ô gần cuối là đã lặp lại rồi. Còn bài 5 là đờn tới hết bài luôn rồi mới lặp lại và đờn thêm một lần nữa. Được chưa? Bài 5 đờn hai lần á và đờn dài hơn bài 4 một tí, cụ thể là một ô nhịp. Rồi bây giờ sẽ là tay phải của bài 5. Son si la do si son si la do si la son 2
La do si re do la si son la do si re si la son hai hết. Rồi bây giờ sẽ là tay trái. Tay trái của bài năm nhìn sơ qua thì toàn bộ là son với re không à. Son với re nó trắng thì là son hai re hai son hai re hai son hai re hai son re son hai re hai son hai re hai son hai re hai son hai re hai son hai hết. Bài năm này tay trái khá là đơn giản ha, rất là đơn giản chứ không phải là khá nữa. Ok, bây giờ ta ghép hai tay và đần trọn luôn bài năm ha, nó là đần hai lần đó các bạn. Vô 2 3 son si la do si son la si la do si la son hai la do si re do la si son la do si re si la son hai son si la do si son la si son si la do si la son hai la do si re do la si son la do si re si la son hai hết. Ok, ngay ở giữa bài mình có hơi giật mình tí cho nên là mình nghĩ không có đúng phách đó các bạn. Ngay chỗ đó các bạn chỉ có nghĩ hai phách thôi chứ không nghĩ lâu như mình đâu. Ok, bây giờ sẽ là qua bài 6. Bài 6 thì hai tay đờn toàn bộ là nốt trắng thôi, chỉ có hai ô cuối là có nốt đen thôi. Nốt trắng thì các bạn phải bấm nó xuống rồi các bạn đếm 2 rồi mới bấm qua cái nốt tiếp theo nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ sẽ là tay phải của bài 6 nè. Bài 6 thì toàn bộ là nốt trắng thôi cho nên mình sẽ đi ở tốc độ nhanh ha, để khỏi có mất thời gian phải đếm 2 lâu quá đó. Ok, bây giờ sẽ là bài 6 nè, tay trái, tay phải của bài 6. Si hai la hai son hai la hai si hai son hai si hai re hai si hai la hai son hai la hai la si son hai ba bốn hết. Rồi tay trái của bài 6. Son hai la hai si hai la hai son hai si hai re hai si hai son hai la hai si hai do hai re hai đô hai si re son hai hết. Rồi bây giờ ghép hai tay của bài 6. Bài 6 thì toàn bộ nó trắng cho nên là ông Spotify ông không yêu cầu lặp lại, bởi vì nếu lặp lại thì cái bài này sẽ rất là dài. Ok chưa các bạn? 2 3 tay chơi ghép hai tay ha. Son hai nha hai son hai la hai son hai si hai re hai. Ok, do hai tay đờn hai nốt khác nhau cho nên mình hát là mình sẽ hát theo cái tay phải. Tuy nhiên là mình sẽ ghép lại cái bài 6 và mình sẽ không hát luôn, để các bạn tập trung, các bạn nhìn vô cái tay đờn ha, những cái nốt mà chạy xuống để các bạn đờn theo ha. Không, mình sẽ không hát bài 6 và bài 7 nữa, bởi vì bài 6 và bài 7 thì hai nốt của hai tay đều khác nhau hết. Và nó khá là phức tạp, nó không có giống như bài 5. Cho nên là mình sẽ ghép lại không hát ha. Chỉ có cái nốt cuối là mình hay hết thôi ha. Ok, đã xong bài 6, bây giờ sẽ là bài 7. Bài 7 thì ông Ernst Vandervell cũng yêu cầu mình đừng có đờn nhanh, đừng có đờn dồn dập cái bài này, và đờn một cách rất là thông thả, rất là thoải mái thôi. Ok, bởi vì toàn bộ là nốt trắng hết, và nốt trắng thì mình phải có cái đoạn khoảng nghỉ là hai phách ha. Ok, bây giờ sẽ là tay phải của bài 7. Son 2 Si 2 Re 2 Do 2 Si 2 la hai son si la son hai si hai re hai do hai si la son hai ba bốn hết. Rồi bây giờ sẽ là tay trái của bài 7. Si hai son hai si hai do hai re hai do hai si do re do si hai son hai
si hai, la hai, đô hai, son hai, ba bốn hết. Hai cái nốt gần cuối của cái khóa pha này tự nhiên mình lại lộn qua cái khóa son mới ghê chứ. Mình hát hai nốt cuối nó bị sai nha các bạn. Các bạn đừng nghe, các bạn quan tâm cái tay bình đờn thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ ghép hai tay và bẫy lại và sẽ không hát nốt để các bạn tập trung, các bạn nhìn tay và nhìn nốt chạy xuống ha. Ok, bây giờ sẽ là bài 7. Xong 7 bài của ban 31-32 của cuốn Method Rose, cuốn giáo trình âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới của nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới Ernst Vandervell. Chúc các bạn tập hai trang này thành công nha, bye bye. Và cố gắng tập nhiều lên, tập càng nhiều càng tốt, không có thừa đâu. Sau này nó sẽ là nền tảng cho các bạn đó. Bye bye nha, see you again.